Chào buổi sáng các bạn. Và để kỷ niệm hơn 6 năm hành trình đam mê âm nhạc của mình, anh và ekip đã vừa hoàn tất một album video cover những ca khúc của nhạc sĩ Mr. Siro, những ca khúc mà đã sống rất lâu trong lòng khán giả. Những video này được ghi hình tại đất nước Iceland trong kỳ du lịch vừa rồi của anh. Thật đáng tiếc rằng trong cả một quá trình ở bên Iceland thì thời tiết rất xấu, rất nhiều mưa, dông và bão. Và rất tiếc rằng mọi người đã phải bỏ lỡ rất nhiều thiên cảnh. Nhưng ngược lại thì anh và ekip đã cố gắng hết 101% của mình để gửi tới các bạn những cảnh thật hùng vĩ của thiên nhiên. Và anh rất mong sẽ nhận được rất nhiều tình cảm của các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye. Em về bên ai tìm được nhau không?
đó thấy em trong mơ là nước mắt rơi mãi không ngừng.